Hiện nay, nước sông Bắc Hưng Hải, đoạn qua địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, luôn trong tình trạng chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân hai bên sông. Theo người dân nơi đây cho biết, cứ khoảng 10 đến 15 ngày, đoạn sông này lại hứng chịu một đợt xả thải công nghiệp từ đầu nguồn về, khiến nước sông chuyển thành màu đen. Người dân ba thôn Phần Dương, Phần Hà và Thuần Xuyên của xã Bắc Sơn sinh sống hai bên sông đều không dám mở cửa vì mùi hôi thối xộc thẳng vào nhà. Cái việc trên xả thải xuống nước chúng này, chúng tôi ngày đêm không ăn không ngủ được. Mà một tháng rượu một lần đã đành đây, cứ thứ bảy chủ nhật, ngày nào cũng là tuần nào cứ thứ bảy chủ nhật cũng xả thải xuống hôi thối như bây giờ. Trước thực trạng sông ô nhiễm kéo dài, sức khỏe và đời sống của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp, hệ thần kinh, đồng thời chất lượng trồng trọt canh tác cũng từ đó giảm mạnh. Đề nghị các ngành chức năng sớm vào cuộc kiểm tra để tìm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời.